Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Theo thanh tra thành phố, thời gian qua 100% đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị thanh tra tiếp nhận được xử lý việc hướng dẫn cụ thể, đầy đủ và chuyển đơn, trả đơn với nội dung rõ ràng, nhanh chóng, giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình, chức năng, thủ tục, hạn chế lãng phí tiền bạc khi thực hiện khiếu nại tố cáo không đúng thẩm quyền, thiếu căn cứ. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, đơn vị tiếp gần 1.200 lượt công dân, tiếp 10 đoàn đông người liên quan đến một số vụ việc cụ thể. Sở cũng tiếp nhận gần 950 đơn thư khiếu nại tố cáo. Vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp vẫn còn các đoàn đông người tập trung tại các trụ sở cơ quan gây mất an ninh trật tự việc giải quyết dứt điểm vụ việc gặp nhiều khó khăn vì thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ cần giấy ý kiến hướng dẫn về chuyên môn của bộ ngành trung ương nên thành phố bị động trong quá trình giải quyết